Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Món Ngon Dễ Làm Mình là Hữu Quốc Hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn Món rau lan xào tỏi Một món ăn ngon, rất là dễ làm Ăn chay cũng rất là ngon Ăn mặn cũng rất là ngon Và rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm ở gia đình Và cách làm như thế nào Bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng mình Để vào bếp thực hiện món rau lan xào tỏi Và đây là ba bó gao lan này quý vị rau lan mình mua về cũng còn rất là tươi và đây là hao nước lọc mình sẽ cho khoảng nửa muỗng canh muối bọt vào trong cái hao nước lọc rồi sau đó mình đảo đều lên rồi mình lặt rau lan luôn nha quý vị mình lặt cái phần đọt lá nào non thì mình lấy luôn để mình xào nó cũng rất là ngon rau lan thì cái nào mình lặt đứt thì nó sẽ còn rất non nha quý vị ăn rất là ngon và wow, sau một hồi mình đã đặt xong ba bó cao lan rồi đó quý vị rồi mình đảo đều lên để cho nó thấm đều qua nước muối nha quý vị hồi mình sẽ rửa cho nó thật là sạch và wow, sau một hồi mình cũng đã rửa rồi nào quý vị nó thật là sạch luôn rồi mình rửa qua cũng khoảng ba bốn nước nha quý vị các tép tỏi thì mình đập cho nó dập dập rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn luôn Tỏi này thì để mình phi nha quý vị Cái phần mình băm nhuyễn nè Rồi mình cho ra cái dĩa nhỏ sẵn luôn Và Các à, tỏi quý vị Mình để nguyên tép luôn Mình để cho nó hơi dập chập hơn nha quý vị Mình xào tỏi cho nên à, Tỏi hôm nay mình sử dụng rất là nhiều Tỏi à, mình để đè, đè cho nó dập dập á quý vị chi phần tỏi mình băm nhuyễn á thì tổng cộng một củ tỏi nha quý vị ớt thì mình cũng băm nhuyễn ra luôn để nữa mình sẽ cho vào trong cái phần nước chấm nha quý vị và một vài trái ớt mình cũng sắc lát mỏng mỏng ra luôn để nữa mình trang trí cho nó đẹp thôi khi mà rau lan xào tỏi của mình chín À, mình cho ra cái dĩa nhỏ luôn Món rau lan xào tỏi của mình sẽ chấm với nước tương nha quý vị Rồi mình sẽ làm cái phần nước chấm luôn Và đây là nước mắm chay Mình sẽ làm cái phần nước ướp Rồi mình sẽ xào với rau lan nha quý vị Thì mình cho vào trong cái chén khoảng 4 muỗng cà phê Nước mắm chay Và khoảng 2 muỗng cà phê đường cát dầu hào thì mình cho cũng khoảng một muỗng cà phê dầu hào vào luôn Quà Và tương ớt thì mình cho cũng khoảng một muỗng cà phê tương ớt vào bột ngọt thì mình cho cũng khoảng một phần tư muỗng cà phê quý vị nước lọc thì mình cho một muỗng canh nước lọc vào luôn rồi sau đó mình đảo đều lên cái phần nước ớt cũng rất là quan trọng nhưng mà cách làm mà nước ốp thì cũng rất là đơn giản lắm luôn và bây giờ mình bắt cái chảo nước lên mình cho cũng khoảng 1 phần 3 muỗng canh muối bọt đó quý vị vào trong cái chảo nước rồi mình quậy đều lên đến khi mà nước nó rất là sôi nghe quý vị thì mình sẽ cho rau lan vào để mình luộc sơ qua cho ra, ra rau lan của mình nó vừa chín tới rồi sau đó mình sẽ xào với tỏi nha quý vị. Và trong lúc mình luộc các quý vị thì mình cũng đảo đều rau lan của mình luôn. Mình luộc tầm cũng khoảng 3 đến 4 phút là rau lan của mình nó sẽ chín nha quý vị. Mình đảo qua khoảng 2 đến 3 lần là được rồi. Đó, và sau một hồi đó quý vị, rau lan luộc của mình cũng đã chín rồi nè quý vị. Thì mình sẽ cho vào trong cái thao nước lạnh nha quý vị. để cho rau lan của mình nó xanh hơn và nó giòn ngon hơn khi mà ăn hồi mình xào với tỏi đó mình cho vào trong hao nước lạnh mình cũng đảo qua một hai lần và sau một hồi mình để trong hao nước lạnh cũng khoảng bốn năm phút rồi và bây giờ mình sẽ vớt ra cho nó thật là gáo nha quý vị để mình chuẩn bị xào với tỏi và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi mà nguyên tép hồi nãy mình đè cho nó dập dập đó quý vị vào để mình à, chiên sơ qua cho cái phần tỏi này nó vàng hơi vàng vàng và nó rất là thơm nghe quý vị nó hơi vàng vàng óng ánh như vậy là được là nào quý vị rồi mình sẽ à, rắp ra hết luôn đó mình rắp ra hết luôn Rồi mình cũng tận dụng cái chảo này để mình xào luôn nha quý vị. Nhưng mà dầu hơi nhiều, mình sẽ gót ra bớt, mình chừa lại một ít thôi. Rồi mình cũng cho cái phần tỏi băm của mình đó quý vị. Vào để mình phi. Trong lúc mình phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị. Và tỏi phi của mình sau một hồi phi đó quý vị, nó vừa vàng óng ánh rồi. Mình cho cái phần tỏi hồi nãy mình đã chiên sơ qua đó quý vị vào để mình phi luôn và bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ớt hồi nãy mình làm đó quý vị mình cho hết vào luôn rồi mình đảo đều lên khoảng một phút thôi cho nó thật là sôi kẹo kẹo lại cho nó bay những cái hơi nước mà nãy mình cho vào đó quý vị lên hết luôn rồi mình sẽ cho rau lan vào nó và sau một hồi rất là kẹo rồi và bây giờ mình sẽ cho rau lan vào Rồi mình đảo đều lên luôn nha quý vị Và khi mình xào rau lan thì mình sẽ cho lửa cũng lớn lớn lên nha quý vị Để rau lan trong lúc mình xào nó sẽ không có ra những cái phần nước nha quý vị Mình xào tầm cũng khoảng 3 bốn phút thôi Đến khi mà cái phần nước ớt của mình nó sẽ cạn dần hết luôn là được nha quý vị Đó, Và bây giờ cái phần nước ớt nó đã rất là cạn dần rồi nè quý vị rồi rau lan xào tỏi của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. rồi mình tắt lửa luôn nghe quý vị. và wow, bây giờ mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn, chuẩn bị uh, mình dùng trong bữa uh, cơm ở gia đình mình. món rau lan xào tỏi này mình ăn uh, chay cũng được hoặc là ăn mặn cũng được nghe quý vị. nếu mình uh, nhà mình đông thì có thể mình xào nhiều hơn. hôm nay mình xào một dĩa cũng vừa vừa, khoảng uh, 2 đến ba người ăn là vừa luôn. Đó và cái phần nước chấm mình sẽ làm luôn nào quý vị Và mình cho cũng khoảng 4 muỗng cà phê nước tương vào trong cái chén ớt Hồi nãy mình băm nhuyễn nha quý vị Rồi mình cho khoảng nửa muỗng cà phê đường cát Rồi mình quậy đều lên Nếu mình còn tỏi băm thì có thể mình cho vào cũng được nữa nghe quý vị Nếu mà nhà mình thích ăn tỏi băm sống Và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị Rau lan xào tỏi của mình cũng đã chín rồi Một món ăn ngon rất là dễ làm ăn chay cũng rất là ngon ăn mặn cũng rất là ngon và rất là được ưa chuộng trong các bữa cơm ở gia đình và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi hữu quốc xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều